Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô là Quỳnh Anh và những bài học trước chúng ta đã nhìn thấy một bản cáo trạng đanh thép của Nguyễn Trãi. Và ở lúc này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình chiến đấu đầy gian khổ, đầy khó khăn và đi đến thắng lợi cuối cùng của Nghĩa quân Lam Sơn. Ở phần 3 này, chúng ta sẽ đi từ khó khăn và cách Nghĩa quân Lam Sơn vượt qua những khó khăn gian khổ ấy để đến cuối cùng chúng ta đã phản công và giành lại những thắng lợi sau cùng. Chúng ta thấy Lê Lợi vốn xuất thân là người anh hùng áo vải, ta đây núi Lam Sơn giấy nghĩa, chốn hoang dã nương bình. Lê Lợi đã vì chính nghĩa, vì sự bình yên của nhân dân mà phất cờ khởi nghĩa. Chúng ta hoạt động, chúng ta hành động đều trên tư tưởng nhân nghĩa, lấy dân làm gốc. Và cuộc chiến của chúng ta là cuộc chiến vì chính nghĩa. Tuy nhiên, giai đoạn đầu tiên chúng ta thiếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi chúng ta vừa phất cờ khởi nghĩa thì đương lúc quân thù đang mạnh. Và lúc bấy giờ thì chúng ta không có anh hùng hào kiệt, tuấn kiệt thì như sao buổi sớm, nhân tài thì như lá mùa thu. Và các khi là lương khô thì quân không một đội, lương khô thì quân hết mấy tuần. Chúng ta thiếu thốn tất cả, nhưng để vượt qua tất cả những điều đó chúng ta nhờ vào tinh thần đoàn kết. Lúc bấy giờ nhân dân bốn cõi một nhà, tướng sĩ thì một lòng phụ tử, hòa nước sông uống chén rượu ngọt ngào. Để khao quân trong cái buổi xuất trận thì Lê Lợi đã nghĩ ra một cách để tất cả mọi người đều có thể thưởng thức chén rượu khao quân. Đó chính là đổ rượu ra sông và mỗi người một cái vòng bàn tay của mình có thể uống được chén rượu khao quân đó. Như vậy, nhờ tinh thần đoàn kết, chúng ta đã vượt qua tất cả những khó khăn, những gian khổ. Và chúng ta thấy chúng ta đã phản công hoàn toàn thắng lợi. Lúc bấy giờ thì những chiến công của ta gắn với những điều kỳ vĩ, rộng lớn bởi vì cuộc chiến đấu của chúng ta là cuộc chiến đấu vì chính nghĩa, còn kẻ thù lại thất bại một cách hãm hại, thất bại một cách ê chề, nhục nhã bởi vì chúng là quân xâm lược, chúng chiến đấu vì sự phi nghĩa. Và như vậy, chúng ta đã cùng với cô đi hết phần 3 lược thuật quá trình chiến đấu đầy gian khổ của Nghĩa quân và thấy được toàn thắng của Nghĩa quân Lam Sơn. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào!